Tổng thống Pháp lên án tâm lý đầu hàng trong chiến sự Ukraine. NATO sắp hủy bỏ kế hoạch viện trợ quân sự cho Ukraine. Nga phá hủy xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine. Ông Zelensky lên tiếng về nhiệm kỳ Tổng thống. Putin bắt giữ nhân viên Liên Hợp Quốc Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng chỉ trích những người theo chủ nghĩa hòa bình và tâm lý chưa đánh đã hàng đang xuất hiện trên chính trường về vấn đề Ukraine. Ông Macron hôm 7 tháng 6 đã phát biểu trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng chúng tôi biết rõ nhóm người theo chủ nghĩa hòa bình này. Họ là những người chưa đánh đã hàng. Đây là tâm lý chiến bại và chúng ta không như thế. Giới quan sát nhận định thông điệp của ông Macron dường như nhắm vào phe cực hữu đối lập tại Pháp trước thêm bầu cử nghị viện châu Âu vào ngày 9 tháng 6. Phe cực hữu Pháp và châu Âu thời gian qua thường kêu gọi ngừng viện trợ quân sự và tránh can thiệp vào Ukraine, với hy vọng sớm kết thúc cuộc chiến và không để châu Âu bị kéo vào xung đột trực diện với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Macron cho rằng hòa bình tại Ukraine sẽ không thể được tái lập nếu phe bị tấn công chấp nhận đầu hàng ông nói chính phủ pháp ủng hộ hòa bình trong khuôn khổ luật pháp quốc tế nhưng cần công nhận quyền kháng cự chính đáng của một dân tộc khi họ bị tấn công đó mới là hòa bình thực chất chúng ta cần gây áp lực lên nga ông macron nói tổng thống pháp tuyên bố trong quá trình thành lập liên minh huấn luyện viên quân sự cho ukraine sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện trong vài ngày tới khẳng định pháp đang nỗ lực tập hợp ở quy mô lớn nhất để đáp ứng nhu cầu của ukraine trả lời họp báo chung cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ bình luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin về nhiệm kỳ Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky đưa ra tuyên bố vài ngày sau khi ông Putin nói quyền lực ở Ukraine cần được chuyển cho Chủ tịch Quốc hội vì nhiệm kỳ Tổng thống Ukraine của ông Zelensky đã kết thúc. Tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky được công nhận bởi người dân Ukraine. Ông Zelensky nói, người dân Ukraine bầu cho tôi và tôi rất trân trọng sự ủng hộ của họ người dân của chúng tôi hoàn toàn tự do. Theo truyền thông Ukraine, tỷ lệ người dân ủng hộ ông Zelensky đã giảm đáng kể so với giai đoạn đầu nhiệm kỳ, nhưng vẫn trên mức 50%. Ông Zelensky lập luận tình trạng thiết quân luật dẫn tới cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 31 tháng 3 năm 2024 không thể diễn ra như dự kiến. Căn cứ quy định trong Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Giới chức Nga gần đây đặt câu hỏi về việc nếu đàm phán hòa bình diễn ra và nếu có các thỏa thuận được ký kết, thì Nga sẽ phải xác định ký thỏa thuận với ai do Moscow coi ông Zelensky đã kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Theo Bloomberg, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sắp hủy bỏ kế hoạch thành lập Quỹ viện trợ quân sự 5 năm cho Ukraine sau khi vấp phải sự phản đối từ những thành viên trong liên minh. Ông Jens Stoltenberg trước đó đã đưa ra kế hoạch viện trợ cho Ukraine với các khoản đóng góp tổng cộng 100 tỷ đô la Mỹ của các đồng minh trong 5 năm. Nhưng các nước đồng minh đặt câu hỏi về khả năng tồn tại của kế hoạch này trong bối cảnh miễn cưỡng cam kết cấp quỹ mới và lo ngại về việc gây hiểu lầm cho Ukraine. Với tình hình như trên, hãng tin Bloomberg hôm nay mùng 8 tháng 6 dẫn một số nguồn tin cho hay ông Stoltenberg sắp hủy bỏ kế hoạch thành lập quỹ viện trợ quân sự 5 năm nói trên và thay vào đó sẽ yêu cầu các nước tiếp tục đóng góp với mức hiện tại. Theo đề xuất mới, có thể nhận được sự ủng hộ từ các bộ trưởng quốc phòng NATO khi họ họp tại Brussels vào tuần tới. Các đồng minh sẽ cam kết chi tổng cộng ít nhất 40 tỷ euro, tương đương 43 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, cho viện trợ sát thương và phi sát thương cho Ukraine. Con số đó sẽ phù hợp với mức đóng góp trung bình hàng năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, theo các nguồn tin. Ukraine đã chuyển nhiều binh sĩ tinh nhuệ từ tiểu đoàn Kraken và Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng GUR tới khu vực Volchansk ở vùng Kharkov. Nguồn tin của hãng thông tấn TASS cho biết, hầu hết lực lượng Ukraine được triển khai đến vùng Kharkov đều là những tân binh chưa trải qua khóa đào tạo chuyên biệt. Nguồn tin của hãng thông tấn TASS cho biết, kể từ khi quân đội Nga tiến vào vùng Kharkov đầu tháng 5, các đơn vị Kraken và các đơn vị thuộc GUR đã được triển khai ở đó, cũng như các đơn vị từ lực lượng bảo vệ tổng thống ở Kiev lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công ở vùng Kharkov từ ngày 10 tháng 5, đẩy lùi lực lượng Ukraine và giành quyền kiểm soát một số khu định cư ở biên giới. Moscow tuyên bố đặt mục tiêu tạo vùng đệm an toàn để hạn chế việc quân đội Ukraine tấn công các vùng biên giới Nga. Cố vấn của lãnh đạo vùng Donetsk do Nga bổ nhiệm, ông Igor Kimakovsky, nói với Tass ngày 7 tháng 6 rằng, các nhóm máy bay không người lái SPV của Nga đã phá hủy một xe tăng Abrams và một xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ ở khu vực Avdiivka. Ông cho biết, đã có thêm vũ khí phương Tây bị phá hủy theo hướng Avdiivka. Những người điều khiển máy bay không người lái của chúng tôi đã phá hủy xe tăng Abrams và xe chiến đấu Bradley. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng vừa công bố video tiêu diệt một xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ bằng UAV FPV. Chiếc M2 Bradley bị đơn vị lực lượng đặc biệt từ nhóm quân trung tâm của Nga phá hủy theo hướng Abdiivka. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, người điều khiển nhận thấy mục tiêu, tiếp cận chiến đấu và dùng FPV lao xuống phía trước thiết bị của đối phương, bắn trúng phương tiện đối phương bằng loạt đạn. FPV, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất được phân biệt với UAV thông thường với tốc độ cao. Chúng được trang bị một camera truyền video tới kính thực tế ảo của người điều khiển. Trang Rusvena của Nga ngày 7 tháng 6 công bố video cho thấy thiết sát BTR-82A của lực lượng Nga tiến vào làng Soko, nằm giữa thành phố Abdiivka, tỉnh Donetsk. Video cho thấy chiếc BTR-82A vừa chạy vừa nã pháo vào xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Ukraine trên hướng ngược lại. Thiết giáp Bradley khai hỏa pháo 25mm bắn trả vào sườn chiếc BTR-82A khiến một quân nhân Nga đã ngã xuống đường khiẹt sát nga chúng nhiều phát đạn và bốc khói nhưng vẫn tăng tốc vừa nã pháo vừa chạy vọt qua chiếc Bradley để tới khu vực đổ quân trong làng Soko. chiếc BTR 82A sau đó tới giữa làng để đổ quân. các binh sĩ nga rời xe chạy đến ngôi nhà gần đó trú ẩn. Rusvena nhận định lòng dũng cảm và tính chuyên nghiệp của lái xe BTR 82A đã cứu vãn tình hình. người này không sợ hãi đưa chiếc xe bị hư hỏng ra khỏi làn đạn và chuyển đồng đội tới nơi mà không dừng hay bỏ lại phương tiện. Trang này cho hay lực lượng Nga sau đó đột kích vào trung tâm làng Soko, phá hủy một thiết giáp M2 và buộc binh sĩ Ukraine phải bỏ chạy. Nhóm xung kích thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15 Nga sau đó kiểm soát khu vực này. Còn theo phía Ukraine, quân đội của họ đã lập chiến tích khi dùng thiết giáp Mỹ đánh bại quân đội Nga. Tuy nhiên, nhiều cứ điểm của Kiev ở miền đông vẫn tiếp tục rơi vào tay Moscow, cho thấy Ukraine không giành được nhiều chiến thắng mang tính quyết định trên thực địa. Theo Safran và Aviapro, quân đội Nga mới đây đã điều UAV cảm tử tấn công chính xác và phá hủy máy bay chiến đấu Su-25 của không quân Ukraine. Chiếc Su-25 đang đậu trên mặt đất tại căn cứ không quân ở vùng Kiriguri, cách mặt trận trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt hơn 60 km, thì bị một máy bay không người lái cảm tử lan xét của Nga tấn công. Chiếc lan xét đã tấn công chính xác vào mũi và cabin của máy bay phản lực. Đòn tấn công này sẽ khiến chiếc Su-25 của Ukraine không thể hoạt động. Không quân Ukraine có khoảng 60 chiếc Su-25UB, Su-25K và Su-25M1 khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022. Sau đó, Ukraine nhận thêm các máy bay phản lực loại này, được cho là hơn 14 chiếc từ một số đối tác. Tuy nhiên, hầu hết Su-25 của Ukraine đã bị quân đội Nga phá hủy trên mặt đất hoặc bị bắn hạ. Quân đội Ukraine tuyên bố họ đã tấn công tên lửa nhằm vào một doanh trại quân đội Nga ở thành phố Lugansk thuộc khu vực Donbass. Thông tin được trang min.in.ua dẫn từ quân đội Ukraine cho biết, doanh trại quân đội Nga vừa hứng chịu đòn tập kích tên lửa là một căn cứ sửa chữa trang thiết bị quân sự. Một bức ảnh vệ tinh được trang này công bố, sau đó cũng đánh khoanh đỏ và những khu vực được cho là thiết bị vũ khí Nga nằm ở đó. Tuy nhiên, giới chức thành phố Lugansk thân nga lại cáo buộc quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS tấn công vào khu dân sự, khiến nhiều người thiệt mạng hoặc bị thương. hậu quả là hai tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn. Việc dọn dẹp có thể mất một đến hai ngày hoặc lâu hơn. Theo TASS, quân Ukraine hôm 7 tháng 6 đã nã 5 quả tên lửa vào thành phố Lugansk. Dù các hệ thống phòng không nga đã cố gắng đánh chặn, nhưng vẫn có một tên lửa vượt qua lưới phòng không và rơi vào một tòa chung cư cao tầng. Sáng ngày 8 tháng 6, theo giờ địa phương, tờ Drian Vosti cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng và 60 người bị thương. Ngày 7 tháng 6, ba quan chức Yemen nói với hãng tin Reuters rằng lực lượng vũ trang Houthi đã bắn ít nhất 15 nhân viên người Yemen làm việc tại các tổ chức quốc tế, bao gồm Liên Hợp Quốc và tổ chức phi chính phủ Mỹ có trụ sở tại quốc gia Trung Đông này. Theo các quan chức này, trong một loạt cuộc đột kích hôm 6 tháng 6, các chiến binh Houthi bắt 9 nhân viên Liên Hợp Quốc, ban nhân viên của Viện Dân Chủ Quốc gia NDI do Mỹ tài trợ và ban nhân viên của một nhóm nhân quyền địa phương. Các chiến binh Houthi đột kích vào nhà và văn phòng của những người này, tịch thu điện thoại và máy tính. Các quan chức Yemen cho hay, các nhân viên Liên Hợp Quốc bị Houthi bắt làm việc cho văn phòng nhân quyền và văn phòng các vấn đề nhân đạo. Ba người Mỹ đã bị buộc tội liên quan đến âm mưu đảo chính ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào tháng trước, vừa bị đưa ra xét xử tại tòa án binh ở thủ đô Kinshasa. Phiên tòa xét xử công khai được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình địa phương. Sáu người đã thiệt mạng trong nỗ lực đảo chính bất thành do Christian Malanga, một nhân vật đối lập, đến chỉ đạo nhằm vào dinh Tổng thống và một đồng minh thân cần của Tổng thống Felix Tshisekedi. Quân đội Congo cho biết Malanga đã bị bắn chết vì chống lại lệnh bắt giữ ngay sau khi phát trực tiếp vụ tấn công trên mạng xã hội. Các bị cáo phải đối mặt với nhiều tội danh, trong đó có những tội có thể bị tử hình, bao gồm khủng bố, giết người và thực hiện hành vi phạm tội hình sự có tổ chức. Tòa án cho biết 53 người bị đưa ra xét xử, nhưng tên của Malanga và một người khác được xóa vì đã chết. Con trai 21 tuổi của Malanga là Maso Malanga, một công dân Mỹ và hai người Mỹ khác bị xét xử với cáo buộc tham gia vụ tấn công Tyler Thompson Jr., 21 tuổi, bay từ Utah đến châu Phi để gặp Marshall Malanga với chi phí do Malanga chi trả. Những người trong nhóm cá buộc Marshall đưa cho họ 100.000 đô la Mỹ để cùng anh ta làm công việc an ninh ở Congo. Benjamin Ruben Jamal 36 tuổi, là người Mỹ thứ ba bị xét xử. Anh ta nói với tòa rằng anh ta chưa kết hôn và có ba con. Đại sứ quán Mỹ tại Congo cho biết vẫn chưa tiếp cận được các công dân của họ trong vụ án để hỗ trợ lãnh sự trước phiên tòa. Fox 13 đưa tin ông William Anders, 90 tuổi, một trong những phi hành gia trên tàu vũ trụ Apollo 8 đã thiệt mạng do một vụ tai nạn máy bay. Theo hãng tin này, vụ tai nạn xảy ra vào hôm 7 tháng 6, khi ông Anders đang lái máy bay gần quần đảo San Juan. Con trai của ông, Greg Anders, xác nhận thông tin với CBS News, nói rằng chiếc máy bay bị rơi thuộc về ông William Anders. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết chiếc máy bay Beach A-45 đã rơi xuống biển vào khoảng 11 giờ 40 phút sáng theo giờ địa phương. Trên máy bay chỉ có một mình ông Anders, lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân. Anders sinh ra ở Hồng Kông Trung Quốc vào ngày 17 tháng 10 năm 1933. Ông từng theo học tại Học viện Hải quân Mỹ và Học viện Công nghệ Không quân trước khi được chọn làm phi hành gia trong chương trình không gian của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA vào năm 1964. Tàu vũ trụ Apollo 8 được Mỹ phóng vào năm 1968 với các phi hành gia Frank Borman, James Lovell và William Anders. Đây là tàu vũ trụ có phi hành đoàn đầu tiên rời khỏi trường hấp dẫn của trái đất và là chuyến bay đầu tiên quay quanh mặt trăng, tạo tiền đề cho chuyến tàu Apollo 11 đổ bộ lên mặt trăng vào một năm sau đó. Trong chuyến bay, Anders đã chụp được bức ảnh trái đất mọc nổi tiếng vào đúng ngày giáng sinh năm 1968, cho thấy hình ảnh trái đất nhìn từ không gian. Báo South China Morning Post ngày 8 tháng 6 dẫn các nguồn truyền thông Trung Quốc cho hay, các tỉnh Quảng Đông, Hải Nam và Sơn Đông đã sử dụng hệ thống tuần tra AI để giám sát kỳ thi và đảm bảo tính minh bạch trong thi cử. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc có 13,4 triệu thí sinh đăng ký kỳ thi cao khảo năm nay, đây là số thí sinh kỷ lục từng được ghi nhận. Theo nhật báo Quảng Đông, tỉnh Quảng Đông đã triển khai AI trên 386 điểm thi nhằm phát hiện gian lận, đạo văn và các hành vi bất thường khác thông qua dữ liệu hình ảnh video. Nếu phát hiện có dấu hiệu lạ, hệ thống lập tức báo hiệu cho giám thị để có biện pháp xử lý. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, việc xác minh và đưa ra quyết định cuối cùng nếu có tranh chấp sẽ thuộc về các quan chức có thẩm quyền. Những năm trước, giới chức Trung Quốc đã áp dụng công nghệ trong kỳ cao khảo, được xem là một trong những kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới. Trung Quốc năm 2015 đã triển khai máy bay không người lái để phát hiện các hành vi gian lận. Từ năm 2016, gian lận trong kỳ cao khảo có thể bị coi là tội hình sự. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.